Kính thưa các bác, kính thưa các anh các chị, thực ra hôm nay là quá xúc động, lần đầu tiên câu lạc bộ nghệ thuật ra mắt các anh các chị. Đối với tôi, thực ra nói là chính đối với tôi là bằng tay, chứ không phải lời. Cho nên là cái lời đối với tôi là rất là khó nói, khó diễn tả. Đối với tôi, tay có thể diễn tả tất cả mọi thứ bằng hình tượng âm nhạc. Nhưng đối với mình nói, tôi sẽ mong có gì mọi người nhìn tại mọi người xin tha lỗi. Như Lâm đã giới thiệu, được sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa Văn Lang, câu lạc bộ nghệ thuật đã ra đời và nhằm tạo ra một sân chơi tinh thần cho mọi người, từ các cháu thiếu nhi đến các bác lớn tuổi, với các loại hình nghệ thuật như văn, thơ, nhạc, họa và nhiếp ảnh, vân vân, với tiêu chí lành mạnh và có tổ chức. Hôm nay thay mặt câu lạc bộ, chúng tôi xin mời các vị đã và đang yêu nghệ thuật gặp mặt tại đây, cùng giao lưu những lời thơ, tiếng hát và cho những ý kiến quý báu để cùng nhau xây dựng câu lạc bộ phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng là một câu lạc bộ với sự với cái tên gọi là câu lạc bộ nghệ thuật của người Việt Nam tại Ba Lan. Xin được.